tối ngày 15 tháng 10, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phú Tân phát hiện Lê Văn Trang ngụ đô thị Cái Đôi Dàm, huyện Phú Tân, có nhiều dấu hiệu khả nghi. Sau đó, tiến hành hành kiểm tra trên người đối tượng thì phát hiện hai bịch ni lông chứa tinh thể màu nghi ma túy đá. Bên cạnh đó, tiến hành khám xét nhà của đối tượng, công an phát hiện trong phòng ngủ có một hộp nhựa chứa 33 bịch ni lông và một bịch ni lông khác đều chứa tinh thể màu trắng. Tại cơ quan tính năng, đối tượng Lê Văn Trang thừa nhận số tang vật được công an phát hiện là ma túy đá. Hiện sự việc đang được cơ quan tính năng kế tiếp điều tra làm rõ.